Xin chào cả nhà yêu của mình Tuấn Mobile và Hồng Hạnh đã quay trở lại đây. Và ngày hôm nay thì như cả nhà thấy những hình ảnh vừa xuất hiện thì cũng đoán được cái chiếc điện thoại mà Hồng Hạnh muốn review được đúng không? Đó chính là chiếc 12 mini. Và thật ra thì đó giờ mình cũng quen cầm kiểu là cầm cái 12 cầm cái 11 Pro Max hoặc là bây giờ có đổi thì cũng là đổi 12 Pro Max đi. Nhìn nè, nó quen tay rồi. Bây giờ đổi xuống 12 mini á, nó nhỏ nhỏ, cảm giác tay nó trống trống mà nó không quen làm sao đó. Nhưng mà cầm một hồi lâu thì lại thấy vô cùng tiện lợi, rất vừa tay vừa vặn. Và bây giờ thì hãy cùng với Hạnh lướt sơ qua về thiết kế của 12 mini nhé. Trước tiên thì thiết kế tổng thể của chiếc 12 mini tự hào khi được trang bị thiết kế bên ngoài giống như các anh em dòng 12. Gia công bằng chất liệu kim loại sang trọng nè, với mặt lưng được làm bằng kính bóng bẫy toát lên sự thanh lịch của một chiếc điện thoại cao cấp. Một chiếc smartphone có kích thước nhỏ nhất, khối lượng nhẹ nhất và viền mỏng nhất dòng 12 series, chỉ vỏn vẹn 135g. Và màn hình là 5,4 inch với tấm nền là Super Retina XDR mang đến hình ảnh sắc nét. Chưa kể còn siêu thuận tiện khi mà thao tác trên chiếc điện thoại chỉ bằng một tay. Với trọng lượng nhẹ nhất như hiện tại thì iPhone 12 mini còn vượt trội trong câu chuyện chịu áp lực va đập, tăng lên gấp 4 lần so với các phiên bản iPhone khác. Về kích thước thì nó khác nhau một trời một vực rồi, và có lẽ là các bạn sẽ nghĩ ngay trong đầu là với kích thước như vậy thì chắc là việc hiển thị của iPhone 12 mini sẽ không bằng các anh em còn lại. Nhưng thực tế thì không hề như vậy nha các bạn. Màn hình kiểu dáng tay thỏ quen thuộc với phần khuyết được tinh gọn hơn, mang đến cảm giác màn hình lớn hơn dù cho là iPhone 12 mini có kích cỡ màn hình chỉ 5.4 inch. Mặc dù là đặt cạnh 12 Pro Max sở hữu kích thước là 6.7 inch, nhưng cụm tay thỏ của phiên bản mini vẫn ngang Pro Max. Khung viền vát phẳng sang trọng, tăng trải nghiệm trong quá trình sử dụng. Một kích thước nhỏ cùng với tấm nền xịn sò đã mang đến cho khả năng hiển thị trên cả tuyệt vời. Hạnh cũng không nghĩ rằng là lần này Apple lại ưu ái đến như vậy. Ngoài ra thì viền cạnh xung quanh của màn hình cũng được cắt giảm đi, giúp mỏng hơn và trải nghiệm thú vị hơn. Về kích thước thì thua thiệt rồi, nhưng mà việc này có khiến kẻ tí hon này thua thiệt nhiều so với kẻ khổng lồ Pro Max hay không? iPhone 12 mini cũng tương tự như các phiên bản iPhone 12 khác khi máy được trang bị con chip A14. Nhờ đó, điện thoại cho khả năng xử lý nhanh, mượt mà. RAM của iPhone 12 mini sẽ là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Với dung lượng bộ nhớ này thì vẫn đủ khả năng để người dùng lưu trữ thả ga và tốc độ giải quyết thao tác nhanh chóng. Ngoài ra, 5G là tính năng gây chú ý của dòng iPhone 12 mới. Không chỉ vậy, nó còn hỗ trợ mmWave 5G ấn tượng hơn. Các tin đồn cho rằng mmWave là một tính năng độc quyền chuyên nghiệp, nhưng Apple đã quản lý để đưa nó vào tất cả các thiết bị, bao gồm cả iPhone 12 mini. Mặc dù tại Việt Nam chưa hỗ trợ công nghệ 5G, nhưng đây có thể được xem là công nghệ trong tương lai hơn là một nhu cầu tức thời. Còn nhắc về chơi game thì chơi game trên iPhone 12 mini quả là xanh xao hơn thường ngày nha các bạn. Các bạn cứ nghĩ nhỏ là không có vỏ nhưng thực ra không hề như vậy. Khi mà mình chơi, thao tác của mình chính xác hơn, mượt mà hơn. Và các game thủ ơi, các bạn nào đang rất là máu thì hãy bơi vào đây ngay đi nào. Lần này Apple cũng đã khắc phục lỗi chơi game trên phiên bản mini. Ngoài sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, theo đánh giá thì với lợi thế màn hình nhỏ nên việc thao tác tay trên game vô cùng chính xác, rất phù hợp với các tựa game di chuyển nhiều như là Liên Quân Mobile, Tốc Chiến, thậm chí là PUBG Mobile cũng được tối ưu khi nói không với tình trạng giật lắc, nóng máy, những nguyên nhân chính khiến cho màn hình tối đi và nhanh sụp pin. Thời lượng sạc pin cũng là một lợi thế của phiên bản 12 mini lần này, khi thời gian sạc đầy pin chỉ trong tầm khoảng 1 tiếng rưỡi, nhanh hơn của iPhone 12 Pro và Pro Max khoảng hơn nửa tiếng đó nha các bạn. Còn nói về chụp ảnh thì chiếc 12 mini này không hề kém cạnh bất cứ người anh em nào của nó, vì nó được trang bị cụm camera kép với ống kính rộng và siêu rộng, đều có độ phân giải là 12 megapixel và chất lượng hình ảnh còn được cải thiện với con chip A14 Bionic. Deep Fusion thì giúp cải thiện chất lượng hình ảnh trong điều kiện chụp thiếu sáng Night Mode, giúp cho những bức ảnh buổi tối của các bạn vô cùng lung linh và tuyệt vời. Từ nãy giờ review thì theo Hạnh thấy chiếc iPhone 12 mini này sẽ không phù hợp với những ai mà thường xuyên làm những công việc online hoặc là sống mà không thể nào thiếu điện thoại. Nó sẽ phù hợp hơn với những người mà chỉ xem điện thoại là một công cụ để hỗ trợ cho cuộc sống của mình mà thôi. Và có rất là nhiều những cái điểm mạnh của nó cũng như là điểm yếu. Thì nếu mà các bạn có bất cứ ý kiến nào hãy để lại phần bình luận ở phía bên dưới ô comment nha. Đừng quên like, share và subscribe kênh Linh Tuấn Mobile để theo dõi thêm nhiều video khác. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.